Thưa quý vị, ngày mùng 10 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh này vừa làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, hay còn gọi là Thích Minh Tuệ. Tại trụ sở, đại diện Công an tỉnh Gia Lai cũng hướng dẫn cho ông Lê Anh Tú về việc sử dụng và quyền lợi khi có căn cước công dân. Ông Lê Anh Tú chia sẻ, việc được cấp căn cước công dân sẽ đảm bảo cho ông học tập, tu tập thuận lợi hơn. Trước đó vào sáng mùng 3 tháng 6, theo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ông Lê Anh Tú, hay còn gọi là Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981, nơi đăng ký hộ khẩu tại thôn 6, xã Yê Tô, huyện Yê Rai, tỉnh Sa Lai, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính lên cao bằng Hà Giang. Tuy nhiên, trong hành trình trở về lần đi bộ thứ tư xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt ngày 30 tháng 5 Xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp đó, ngày 2 tháng 6, hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức nằm gục trên đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Thưa quý vị, dạng sáng mùng 10 tháng 6, mưa như chút khiến một số điểm ở thành phố Hà Giang ngập sâu hơn 2 mét, nhiều gia đình không kịp sơ tán. Theo thông tin đêm qua và sáng sớm nay, Hà Giang mưa rất lớn khiến lũ trên sông Lô dâng cao lên mức báo động khẩn cấp, vượt báo động 3. Sau mưa lớn và lũ lên, tại thành phố Hà Giang sáng sớm nay nhiều khu vực cũng xảy ra ngập úng. Ngập lụt được ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, mức ngập từ 20 đến 60 cm, giao thông tê liệt. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, lúc 4 giờ 30, mực nước trên sông Lô tại trạm Thủy Văn, thành phố Hà Giang đã vượt báo động 3, 0,05m. Ban chỉ đạo đã yêu cầu Hà Giang triển khai lực lượng hỗ trợ người dân, ra soát các điểm nguy cơ sạt lở, hồ chứa thủy lợi. Trước đó, chiều mùng 9 tháng 6, Hà Giang mưa lớn, nước từ các khe núi đổ ra đường xuống sông Nho Quế ở huyện Mèo Vạc, khiến nhiều xe khách, xe tải và xe máy của du khách bị mắc kẹt. Thưa quý vị, tối mùng 9 tháng 6, Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, trưởng công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Vân, sinh năm 1994, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Vào khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 6, đối tượng Vân đã đến cơ quan công an trình diện sau 3 ngày. Trước đó, trong khi điều khiển ô tô đã tông vào xe của một cô gái khác trên đường phố, xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu, theo công an thành phố buôn ma thuột hành động của trần thị vân rất ngông cuồng coi thường pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định phía cơ quan công an đang lấy lời khai của đối tượng để tiếp tục làm rõ và trong quá trình điều tra nếu phát hiện thêm tội danh khác sẽ khởi tố bổ sung bước đầu trần thị vân đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và bày tỏ ăn năn hối lỗi sau sự việc Thưa quý vị, hành lá và cà phê chắc tưởng chừng là hai nguyên liệu không thể kết hợp. Thế nhưng latte hành lá đang trở thành thức uống làm mưa làm gió ở Trung Quốc thời gian gần đây. Theo trang Audity Central, Anh, hashtag tìm kiếm Spring Onion Latte đã cho ra hàng loạt hình ảnh và video về những cốc latte trộn hành lá kỳ lạ. Món cà phê trộn hành lá này bắt đầu lan truyền rộng rãi vào tháng trước, khi truyền thông châu Á rầm rộ đưa tin về sự xuất hiện của loại đồ uống này một số tờ báo gọi thức uống này là một trong những sự kết hợp đáng ngạc nhiên nhất từng được thử nghiệm. Theo đó để pha một ly latte hành lá thơm ngon, trước tiên hành lá sẽ được nghiền ra, bỏ vào cốc, sau đó thêm đá, sữa, cà phê và phủ thêm nhiều hành lá cắt nhỏ phía trên. Không ai biết chính xác cách thức, địa điểm hoặc thời điểm ra đời món cà phê hành lá, nhưng trong những tháng gần đây, kiểu pha chế điên rồ này dường như đã được rất nhiều cửa hàng cà phê áp dụng để thu hút sự chú ý trên mạng. Đây là sự bổ sung mới nhất cho danh sách ngay càng nhiều các sự kết hợp kỳ lạ, thường được gọi là ẩm thực đen tối hay còn gọi là hay an liao li ở Trung Quốc. Ẩm thực đen tối về cơ bản đề cập đến đồ ăn và thức uống thử thách khả năng nhạy cảm của con người. Món latte đá nóng tẩm ớt cũng là một ví dụ điển hình khác về ẩm thực đen tối của Trung Quốc. Kết quả bầu cử nghị viện châu Âu đã tạo ra sự bất ngờ khi đảng đang cầm quyền ở nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Slovakia và Séc phải đối mặt với thất bại đáng kể vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Tại Pháp, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo vào cùng ngày về quyết định giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp sớm sau khi đảng Mặt trận quốc gia theo đường lối cực hữu đánh bại liên minh ôn hòa của ông trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Trong diễn văn trước toàn bộ công dân Pháp, Tổng thống Macron đã thông báo rằng vòng bầu cử Hạ viện sẽ được tổ chức vòng 1 vào ngày 30 tháng 6 và vòng 2 vào ngày 7 tháng 7. Ông cũng lý giải rằng kết quả của cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ không mang lại lợi ích cho các đảng ủng hộ châu Âu. Các đảng cực hữu tại Pháp, bao gồm cả RN, đã quyết tâm giành khoảng 40% tổng số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tại đất nước hình lục lăng. Các đảng cực hữu đang thắng thế ở khắp nơi trên lục địa này. Đó là tình huống khiến cho tôi không thể từ chức. Tôi quyết định để các bạn lựa chọn, vì vậy tôi sẽ giải tán quốc hội vào tối nay. Nhà lãnh đạo của phe cực hữu tại Pháp Marine Le Pen đã mừng rỡ với việc Tổng thống Macron kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Trong một bài phát biểu, bà Le Pen tuyên bố rằng phe cực hữu ở Pháp sẵn lòng đảm nhận quyền lực nếu nhân dân Pháp tin tưởng họ trong những cuộc bầu cử quốc gia sắp tới. Theo thông tin từ BFM TV, FN dưới sự lãnh đạo của ông Jordan Bandela 28 tuổi đã giành được khoảng 32% tổng số phiếu bầu, gấp đôi tỷ lệ 15,4% của đảng phục hưng của tổng thống Macron. Tiếp theo là Liên minh Place Public, Đảng xã hội 13,9% và Đảng cánh tả nước Pháp bất khuất 9,3%. Trong cùng ngày, Thủ tướng Bỉ Alexander De đã tuyên bố từ chức do thành tích kém cỏi của đảng Open VLD trong các cuộc bầu cử nghị viện, đặc biệt sau thất bại tại thành trì Brekel ở East Flanders. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Alexander De Croo đã tuyên bố từ chức vào tối mùng 9 tháng 6 do Open VLD gặp thất bại lớn trong cuộc bầu cử tại thành trì Brecon của ông ở East Flanders. Trong bài phát biểu ngắn gọn trước những người ủng hộ, nhà lãnh đạo Bỉ thừa nhận thua cuộc và tuyên bố từ chức, đồng thời chúc mừng những người chiến thắng. Người dân Bỉ trong ngày mùng 9 tháng 6 được kêu gọi tham gia ba cuộc bỏ phiếu, gồm bầu Quốc hội Liên bang mới, cơ quan lập pháp khu vực và các thành viên nghị viện châu Âu. Trong cuộc bầu cử của Quốc hội Liên bang, với 90% số phiếu được kiểm, NVA, Liên minh Flanders mới, đảng trung hữu của cộng đồng nói tiếng Hà Lan, hiện đang dẫn trước đảng cực hữu và Lambilang với khoảng cách rõ ràng, trong khi đảng Open VLD của ông De Cru tụt xuống vị trí thứ 9. Cả NVA và Vlambilang đều không thuộc liên minh cầm quyền hiện tại gồm 7 đảng.